Vợ chồng A Phủ phải nói là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Tô Hoài. Ông đã để lại trong lòng bạn đọc nhiều ấn tượng độc đáo với ngòi bút tài năng của mình, và điều đặc biệt nhất có lẽ chính là ở nhân vật Mị. Hiểu về Mị thì ta mới thấy được một cái sức sống nó tiềm tàng mãnh liệt cho dù bị đầy ải khó nhọc đến đâu, và đặc biệt là ở cảnh Mị trong đêm tình mùa xuân. Sự xuất hiện cũng như tác động đồng thời của cả ba tác nhân có thể ví như là một làn gió đã thổi tan cái lớp cho tàn nguội lạnh trong tâm hồn Mị, để rồi dẫn đến hàng chuỗi các hành động cả vô thức lẫn ý thức nhưng lại chứa đựng đầy sức sống của nhân vật. Tô Hoài đã thâm nhập vào mê cung tâm trạng của người phụ nữ này, và bằng lòng cảm thông, yêu thương sâu sắc, nhà văn đã làm cho người đọc thực sự xúc động trước những cái biến đổi về tâm lý của Mị. Đến cuối cùng thì con rùa nuôi trong xó cửa ấy đã không còn lủi lũi nữa. Nó đã phá vỡ cái bức tường vô cảm kia để khát khao tìm ra thiên đường mùa xuân của tuổi trẻ, của hạnh phúc. Mị đang sống về ngày trước, lòng Mị đột nhiên vui sướng. Còn gì hạnh phúc bằng khi mình tìm lại được chính mình, đúng không? Mị nhận thức được chính mình. Đó chính là cái ý thức về tuổi trẻ. Mị thấy mình còn trẻ, Mị trẻ lắm. Mị hãy còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Còn trẻ nghĩa là còn sức sống, còn khao khát, còn muốn yêu thương. Đây là một cái sự thay đổi rất lớn trong con người vốn cam chịu, nhẫn nhịn như Mị. Nhưng mà đớn đau thay, cùng với cảm xúc tìm lại được chính mình, nó lại là một cái nỗi tủi thân khi mà Mị ý thức được cái tình cảnh cay đắng nghiệt ngã của mình trong hiện tại. Mị đã có chồng rồi, nhưng mà người chồng ấy không có tình yêu, không hạnh phúc. A Sử là một cái nhân vật mà được tác giả xây dựng hình tượng đó là một kẻ rất khốn nạn, giam hãm cuộc đời Mị, và dẫu không có lòng với nhau nhưng mà cũng vẫn phải ở với nhau. Cái cảm xúc ấy như một cái gáo nước lạnh dội vào mặt, nó làm tan biến đi tất cả cái niềm vui sướng mà nãy giờ Mị chắt chiu gom góp. Mị đã hiểu rằng là cô bị tước đoạt đi cái quyền sơ đẳng, đó là quyền tự do, quyền được lựa chọn hạnh phúc của mình. Biết bao nhiêu năm trôi qua, Mị phải cắn răng chịu đựng nhẫn nhục sống với người mình không yêu thương. Còn gì đau khổ bằng lấy một người mà mình không có tình yêu, đúng không? Còn gì đau khổ bằng mình phải sống với một kẻ vũ phu chỉ xem mình là một món đồ chơi và bị khinh rẻ như là súc vật. Một cái ý nghĩ bất chợt đến với Mị, Mị lại tưởng nhớ đến cái nắm lá ngón. Mị ước ao có thể nắm lá ngón trong tay lúc này, Mị sẽ ăn cho chết ngay chứ không còn buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại thì nước mắt chỉ ứa ra thôi. Thấm thía nỗi đau vô hạn của cuộc đời mình, Mị lại muốn chết để giải thoát cái nỗi đọa đầy, muốn chết để thoát khỏi bi kịch, muốn chết chính là biểu hiện của sức sống. Khi Mị đã hồi sinh thì khó có thể nào chấp nhận được thực tại cay đắng này. Đây phải chăng là tình yêu, lòng nhân đạo của tác giả đối với nhân vật? Không có lá ngón trong tay, tâm trạng Mị lại trượt xoay sang một cái hướng khác. Mị không thể nào ngồi yên được nữa, Mị phải đứng dậy, Mị hành động trong lặng lẽ. Lặng lẽ nhưng mà mãnh liệt, Mị đã thắp lên ngọn đèn trong căn phòng u ám, đặc có muộn phiền. Không phải bỗng dưng mà Tô Hoài lại chọn cái hành động thắp đèn làm hành động đầu tiên sau khi người con gái câm lặng ấy thức tỉnh. Bởi trong hoàn cảnh này, ngọn đèn như xua tan đi tất cả cái bóng tối u ám đang bao quanh cuộc đời Mị. Đã bao mùa xuân trôi qua rồi, biết bao nhiêu nước mắt đã chảy. Mị đâu có quan tâm đến bóng tối và ánh sáng bao giờ đâu. Mị đã từng nghĩ là cứ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi. Nhưng hôm nay Mị đã thắp sáng cho cuộc đời mình, thắp sáng cho căn phòng toàn bóng tối ấy. Thế mới biết là cho dù trong hoàn cảnh nào thì con người ta cũng không đầu hàng số phận. Và Mị chính là một con người như vậy. Nhà văn Tô Hoài đã diễn tả rất thành công cái sự trở về của một linh hồn. Mùa xuân đến và Mị đã hồi sinh. Khát vọng cháy bỏng muốn được đi chơi của Mị được diễn tả bằng một đoạn văn ngắn thôi, nhưng nó rất giàu sự cảm thông ở trong đó. Câu văn ngắn, nhịp văn mạnh mẽ thể hiện được cái sự trỗi dậy mãnh liệt của nhân vật. Mị cuốn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vắt ở phía trong vách. Mị sắp đi chơi, Mị hành động thản nhiên như một người tự do vậy. Dù A Sử đang hiện diện trong căn buồng của Mị, nhưng Mị không sợ. Mị không quan tâm đến sự hiện diện của A Sử chứ. Bóng ma thần quyền đã không thể làm gì được Mị, bởi cái sức sống trong con người đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng mà đau đớn thay, sự độc ác tàn nhẫn của giai cấp thống trị miền núi đã dập tắt đi khát vọng và sự trỗi dậy đó của Mị. Mà A Sử chính là cái kẻ đại diện cho điều đó. Thằng A Sử lòng người dạ thú, nó đã nhẫn tâm trói Mị bằng một thúng sợi dây. Tóc Mị xõa xuống, hắn quấn luôn tóc Mị lên cột, làm cho Mị không cúi được, không nghiêng đầu được nữa. Những cái hành động nhẫn tâm của A Sử dường như muốn đẩy Mị vào bóng tối, dìm chết Mị trong sự bế tắc và tuyệt vọng. Qua đây ta thấy được sự đè nén, áp chế đến tàn nhẫn của bọn thống trị. Nhưng mà lúc này đây, Mị đâu còn sống bằng thể xác nữa, Mị đang thực sự sống với tâm hồn mà. A Sử có thể trói được thể xác của Mị nhưng không thể nào trói được tâm hồn của Mị. Mị bị trói mà dường như Mị không biết là mình đang bị trói. Thể xác Mị nằm đây giữa bốn bức tường câm lặng, nhưng mà tâm hồn Mị thì đang đi đâu? Đang đi theo những cuộc chơi, những đám chơi. Mị còn nhẩm thuộc lòng trong đầu lời bài hát của người thổi sáo cơ mà. Và có lẽ đó cũng là bài hát và khúc sáo mà Mị thổi năm xưa ấy.
em không yêu quả bao rơi rồi, em yêu người nào em bắt bao nào ấy. Tâm hồn mị đầy tiếng sáo, ấm áp những kỷ niệm tươi đẹp. Có lúc cái tiếng sáo nhập cả vào hồn mị, làm mị bừng lên như ngọn lửa gặp cơn gió. Mị vùng bước đi, nhưng rồi chân tay không cựa được. Hơi men đã hết lại đưa mị trở về với hiện thực cay đắng. Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa. Mà đúng là không bằng con ngựa thật. Hiện thực khắc nghiệt của thực tại nó đè nặng, làm cho mị không thể sống với thế giới mộng tưởng của mình được nữa. Một trong những chi tiết đắt giá được nhà văn Tô Hoài ghi lại trong tác phẩm của mình, đó là cái khoảnh khắc mị nghĩ tới người đàn bà ngày trước mị trói cho đến chết ở ngôi nhà này. Nhớ thế mị sợ quá. Lúc này mị đã biết sợ rồi. Mị đã không còn là một người đàn bà mà sống lâu trong cái khổ mị quen rồi, không phải người đàn bà đó nữa. Lúc này mị đã biết sợ, mị biết hãi hùng trước cái chết. Nghĩa là mị còn yêu sự sống, còn ham sống đúng không? Còn khát khao được hạnh phúc cơ mà. Và mị đã sợ. Mị sợ chết. Mị cựa quậy xem thử mình còn sống hay đã chết. Vậy là sức sống trong con người khốn khổ ấy đã không lụi tàn, ngược lại nó vẫn rất là mãnh liệt. Như những cái đợt sóng ngầm nó gầm gào trong lòng đại dương, nó tưởng như không gì có thể dập tắt nổi. Và chắc chắn là cái đợt sóng ngầm ấy nó sẽ trở thành cơn bão táp của những ngày sau. Những ngày sau là những ngày nào? Đó chính là cái đêm mị cởi trói cho A Phủ một năm sau đó ấy. Ta cảm thấy trân trọng và thêm yêu cái nhân vật của nhà văn Tô Hoài, bởi vì dù sống dưới ách áp bức bóc lột bạo tàn, song ở trong họ vẫn ẩn chứa một cái tình yêu, một cái sức sống rất là mãnh liệt. Cái sức sống tiềm tàng trong nhân vật Mỹ đã có cơ hội được đánh thức sau bao nhiêu ngày bị chôn vùi trong đọa đày. Nó đủ để kéo Mỹ ra khỏi vỏ bọc của một con rùa rụt cổ, của một cái bóng vô hồn, của một vật vô tri vô giác trong nhà thống lý Pa Cha. Thậm chí là để cho nhân vật có thể phản kháng với thực tại, cho dù sự phản kháng ấy có yếu ớt đi chăng nữa, nhưng mà nó là cái tín hiệu dự báo số phận của mình. Ta là thân đàn bà, chúng nó đã bắt tao về trình ma nhà chúng nó, thì chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi.